Hôm nay đông đúc quá. Vì hôm nay là lễ hội đèn lồng. Hả? Đây là cái gì? Thử thách Sudoku. Hãy thu thập 3 huy chương để tham gia thách thức gói quà. Chúng ta hãy đi xem thử. Xin chào, bạn có huy chương Sudoku không? Bạn có thể chơi Sudoku và giành huy chương nếu bạn hoàn thành thử thách thành công. Được à, chuyện nhỏ. Nhưng Sudoku là gì vậy? Qua qua, nhìn những tượng tò he này. Chúng ta cần đặt 3 tượng tò he khác nhau vào một hàng. Chúng ta cũng cần đặt 3 tượng tò he khác nhau vào một cột. Mình hiểu rồi. Qua qua, thử xem. Đặt tượng tò he đúng vào ô trống tương ứng. Yeah. Hoàn thành rồi. Thật tuyệt vời. Aga, đây là một huy chương Sudoku. Wow. Thử thách đã hoàn thành. Chơi Sudoku để giành huy chương nào? Tớ muốn chiến thắng thử thách một lần nữa. Chào mừng đến với thách thức Sudoku mặt nạ. Hãy đặt góc mặt nạ vào đúng các ô. Yeah. Tuyệt vời. Đây là huy chương Sudoku của bạn. Wow. Thử thách đã hoàn thành. Chỉ còn một huy chương nữa thôi. Cố lên. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Xin chào. Tôi đến đây để giành huy chương. Được rồi. Đặt kẹo hồ lô đúng vào ô trống. Yeah. Chúc mừng, thử thách thành công. Làm tốt lắm, hãy đến nhận huy chương của bạn. Được thôi. Thử thách đã hoàn thành. Bạn đã thu thập đủ 3 huy chương Sudoku rồi. Hãy tham gia thử thách cuối cùng ngay nào. Giải Sudoku cuối cùng cũng đã bắt đầu. Đây là 3 huy chương. Tớ đến đây để tham gia cuộc thi. Không vấn đề. Hãy treo đèn lồng vào những vị trí đúng. À, tại sao lại có nhiều ô trống quá vậy? Khi có nhiều ô trống, chúng ta nên nhìn cả các hàng và các cột cùng nhau. Hãy thử ngay. Yeah. Wow, giờ đây chúng ta đã có nhà vô địch của giải Sudoku rồi. Và bạn ấy là Qua Qua. Quạt, quạt, quạt. Đây là gói quà đặc biệt dành cho bạn. Mở ra và xem thử. Có quá nhiều giải thưởng. Hãy trao những giải thưởng cho chúng tới. Hi hi hi, bây giờ tớ là vua khỉ rồi. Mặt nạ bạn chọn rất đẹp. Thực hành với Qua Qua. Bài tập cơ bản. Đặt rau củ vào các ô đúng. Bát củ ở hàng ngang không được giống nhau. Nhấp vào nút để xác nhận. Bạn làm được rồi. Bài tập nâng cao. Đặt rau củ vào các ô đúng. Nhấp vào nút để xác nhận. Yoho, tuyệt vời. Bài tập mở rộng. Đặt rau củ vào các ô đúng.
nhấp vào nút để xác nhận. Hay quá. Làm với Qua Qua. Qua Qua, con có muốn chơi Sudoku không? Được à, chuyện nhỏ. Con có thể bắt đầu chuẩn bị một số thẻ số. Hãy cùng nhau làm một vài thẻ số. 1, 2, 3. Xong rồi. Qua Qua, con còn nhớ luật chơi Sudoku không? Con biết, không được có ba vật giống nhau trong một hàng hoặc một cột. Đúng vậy. Vậy thì hãy bắt đầu nào. Em, chúng ta nên đặt cái gì ở đây nhỉ? Xong rồi. Đúng rồi. Giỏi lắm. Con là con vịt thông minh nhất. Các bạn ơi, các bạn cũng có thể làm thẻ số cùng bố mẹ và chơi Sudoku cùng họ đấy.